nhóm rapper xúc phạm Phật giáo đến chùa sám hối. Vừa qua, sự việc nhóm rapper Rap Nhà Làm đã chia sẻ một bản rap có tên Thích Ca Mâu Chí với nội dung bán bổ Phật giáo nặng nề đã bị lên án vô cùng dữ dội vì hành vi phản cảm và kém ý thức này. Mới đây, rapper Chí, người thể hiện bản rap trên đã có bài đăng xin lỗi và cho biết hiện bài rap giờ không còn tồn tại, tất cả các content quảng bá đều đã được xóa trên mọi nền tảng và đang cố gắng gỡ bỏ các bản lậu. Bên cạnh đó, Lô Chi, người phụ trách kỹ thuật cho biết đã chủ động liên hệ với phía giáo hội để xin sám hối tại chùa Quán Sứ. Ngoài ra, ba thành viên trong nhóm cũng viết thư xin lỗi nhằm thể hiện sự hối hận vì những hành vi đã làm. Nhóm rap cũng đã quỳ sám hối và cho biết mong muốn tham dự khóa tu mùa hè để hiểu thêm về Phật Pháp. Bạn nghĩ sao về sự việc này?